Thấy bất công khi mình không có đứa con với chị Phượng không? Thật ra con ai cũng thích. Nhìn mấy đứa trẻ thích thích được cái cảm giác. Nhà mình cha ai cũng vậy thôi, chị biết. Cảm giác cho con mình bú ăn, mọi người hỏi sao hai đứa không đẻ đi rồi cứ thôi, trời không cho. Với lại em quan niệm là đẻ thì dễ lắm, mà nuôi dạy cực lắm, áp lực. Như vậy, tại vì mình khi mà nuôi dạy bom thì phải được, mỗi một năm mà mình không dạy được gì cho nó không phát triển ấy, là một năm đó mình thất bại. Rồi nuôi một đứa là đủ rồi, trời cho thì mình nhận, không có thì thôi. Một cái mà chị Tuấn nhỏ tuổi hơn Hương, câu trả lời rất là văn minh, chị cảm ơn em. Và em nghĩ là cái điều mà 10 năm nữa em cũng sẽ tới nhà chị, em ăn một buổi cơm để em coi cái hình ảnh chị sẽ được một người khác chăm sóc. Cảm ơn Tuấn rất là nhiều. À, em nghĩ là chị Phượng kiếm được cái